Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 2 của cái bài về hệ thống CCTV á. Thì ở cái bài học hôm trước á, mình đã giới thiệu được cho các bạn các cái thông số chính rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn các cái thông số tiếp theo. Thì mình tiếp tục qua cái phần là chỉ số vùng nhìn DCRI của camera. Thì cái chỉ số vùng nhìn này nó để làm gì? Là nó để là xác định cái vùng nhìn của camera. Cái điểm camera quan sát đến đâu á, khoảng cách đến đâu á thì có thể là phát hiện hình ảnh này, có thể là xác nhận hình ảnh đó là phân biệt phân loại hình ảnh đó là loại A hay loại B gì đó, và thứ hai là có thể nhận diện được hình ảnh, và cuối cùng là nó xác định chính xác mục tiêu. Thì mục đích của các cái thông số này á, là để mình biết qua á, để mình tính toán, mình mô phỏng hệ thống camera, mình xác định được cái camera nó quan sát tối đa được bao nhiêu mét, và trong cái vùng mà từ 1 mét đến 2 mét á, thì nó quan sát được cái gì, từ 3 mét đến 4 mét nó quan sát được cái gì, và từ 5 mét đến 6 mét quan sát được gì. Đó là mình ví dụ như vậy. Thì bạn sẽ thấy nó chia này, nó chia thành 4 cái cấp chính, nó tương đương với chữ D, C, R, I các bạn. Thì nhất là chữ D là nó gồm gì? Thì detection là mục tiêu, nó là xác định được cái sự có mặt trong cái trường xem của máy ảnh, tức là có cái gì đó trong tầm nhìn. Thì nó là sao? Các bạn giả sử như các bạn có camera lắp ở đây. Các bạn đứng ở khu vực này. Một là các bạn đứng hay là con vật đứng hay là cái gì di chuyển đó, thì nó sẽ phát hiện, camera nó sẽ phát hiện được là xác định là có mặt trong cái trường nhìn. Còn nó cái việc mà là con người hay động vật hay là các cái vật dụng gì đó thì nó không biết được. Nó là cái vùng detection. Thì khi mà các bạn chọn camera, các bạn phải quan tâm đến chuyện đó. Bạn tính toán ra, các bạn giả sử như các bạn bố trí trong một khu vực mà nó cần là phát hiện đối tượng, thì các bạn phải bố trí ở cái vùng là last detection. Thì cái vùng này á, là mục đích của nó là nó phân biệt được là giữa người và vật, giữa các đối tượng đối xứng hay không đối xứng này, các cái đặc tính vật lý của nó này, có thể xác định được gần đúng. Cái vùng tiếp theo đó là cái vùng recognition. Thì cái mục tiêu của cái vùng này á, là nó phân biệt giữa con người. Phân biệt con người là sao? Nó phân biệt được nam được nữ này, là xác định được các kích thước đối tượng này, là trẻ con hay người lớn hay là người già gì đó, rồi các cái mối đe dọa hoặc là không đe dọa, là dựa trên quần áo này, các cái thiết bị mang theo này, các cái vật dụng mang theo này, các cái đầu mối theo ngữ cảnh. Đó, cái vùng này là hầu như nó phát hiện được tất tật cái thứ rồi, nhưng mà nó chưa xác định được chính xác là người đó là ai. Mà muốn xác định được chính xác, các bạn phải qua cái vùng là identification. Identification này nó như nào? Nó là cái mục tiêu, nó xác định được một cái nhân vật cụ thể, nhận diện khuôn mặt, các cái vật thể cầm trên tay và các cái vùng, các cái vật dụng khác nó được phân biệt, mang theo để phân biệt, nó phát hiện hết. Thì các bạn có thể thấy là khi mà mình mô phỏng một hệ thống camera, nó sẽ cho mình cái thông số vùng nhìn. Thì mình sẽ tính toán được cái thông số vùng nhìn nó như thế nào, thì nó ra, nếu mà giả sử như vùng nhìn nó là 20 pixel trên mét, thì các bạn sẽ xác định chính xác nó là ở vùng là detection, là vùng này là chỉ có là xác định có đối tượng thôi, còn cái việc đối tượng nó là A là B gì thì không biết. Và vùng thứ hai á là vùng classification, nó là khoảng là 40 pixel trên mét, thì các bạn sẽ xác định được đối tượng nó là gì, là động vật hay là con người. Vùng tiếp theo á khoảng là 60 pixel trên mét, thì các bạn xác định được chính xác nó là con người, và con người đó là nam hay nữ, và các cái mối đe dọa được mang theo trên quần áo, dựa trên các cái thiết bị mang theo hoặc là các cái đầu mối theo ngữ cảnh, thì họ đi đâu á, camera nó đều phát hiện được hết. Và cái yếu tố cuối cùng á là khoảng là 150 pixel trên mét, thì lúc này là xác định chính xác là người đó là ai rồi. Thì tùy vào các cái ứng dụng của hệ thống camera mà các bạn lựa chọn cho phù hợp. Đối với cái hệ thống camera thì có chức năng là khoảng là giám sát an ninh thôi, là giám sát là phát hiện là có đối tượng, có người là đột nhập hay không đột nhập á, các phòng nào mà không quan trọng á, thì các bạn có thể sử dụng là bố trí detection. Detection để khoảng cách camera đến vùng nhìn nó xa, và dẫn đến là cái số lượng camera nó ít, chi phí đầu tư nó không có nhiều. Còn đối với các cái công trình mà nó có mức độ quan trọng cao á, đối với như là các cái văn phòng chính phủ hay là các cái ngân hàng á, thì họ sẽ quan tâm đến việc là ai sẽ là người đột nhập, và chính xác nó là ai sẽ là người vào cái khu vực đó để họ quản lý được an ninh. Thì lúc đó là mình sẽ mô phỏng cái con camera ở cái vùng là identification. Thì tùy vào cái ứng dụng của các bạn mà các bạn sử dụng cho nó phù hợp. Tránh trường hợp là các bạn các cái ứng dụng mà không cần thiết các bạn đều sử dụng là các hai cái này, thì số lượng camera rất là nhiều và chi phí đầu tư rất là cao. Thì các bạn nên tìm hiểu thêm những cái thông số này. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn thiết kế một hệ thống camera quan sát, nếu một người nào chủ đầu tư nào mà họ biết sơ về hệ thống camera quan sát, họ sẽ hỏi cho các bạn là tại sao các bạn sẽ bố trí camera ở vị trí này và số lượng như thế này, thì các bạn thì giải thích là tại vì là bố trí số lượng như thế này để đạt những cái vùng nhìn này nó theo chức năng nó của công trình của anh đó, thì theo chức năng của anh là muốn phát hiện hay là muốn nhận diện hay là muốn phát hiện chính xác luôn. Đó là tùy theo ứng dụng mà các bạn thỏa thuận với họ là số lượng cam bao nhiêu
và cái góc nhìn nó bao nhiêu. Thì các bạn cứ tìm hiểu cái phần này đi, cái phần nào mà không hiểu rõ thì các bạn có thể comment bên dưới hoặc là nhắn tin cho mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thì đối với hệ thống camera nó có rất nhiều cái thông số mà hầu như nó khá là mới, nên mà nghiên cứu về hệ thống này nó rất là nhức đầu. Thì các bạn cứ xem cái video của mình á, cái nào mà không rõ nhiều thì có thể hỏi thêm. Ở đây mình sẽ trình bày sơ bộ các cái kiến thức tổng quan thôi, chỉ là một cái phần nổi của một hệ thống camera thôi. Phần chìm hệ thống camera nó rất là phức tạp nên các bạn buộc các bạn phải tìm hiểu thêm phần đó. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là một cái phần mềm nó có khả năng là mô phỏng vùng nhìn. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, đó nó cũng sẽ mô phỏng cho các bạn là DCRI là gì. Thì cái phần mềm nó là, thì nó có chức năng là xác định cái vùng nhìn của camera, nó thỏa các cái chỉ số DCRI, nó xác định được khoảng cách của camera quan sát này, nó xác định được chủng loại và kích thước lens. Lens là ống kính các bạn. Thì cái link phần mềm nó nằm ở đây này, mình sẽ để cái link phần mềm này dưới mô tả. Các bạn nào quan tâm các bạn tải về các bạn nghiên cứu trước đi, rồi mình sẽ có một cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn ở phần đó. Ở đây mình demo cho các bạn một cái việc tính toán của cái camera cho các bạn xem này. Đây, phần mềm nó đây. Mình sẽ demo cho các bạn một cái tính toán. Thì các cái ứng dụng của nó, các cái thanh tính toán của nó này. Thì các bạn có thể thấy là nếu mà thông số của camera analog nó là TV-Line này, thông số cảm biến này 1/4 này, hệ nó là BAL này hoặc là NTSC này. Các thông số này lúc nãy mình có giới thiệu hết cho các bạn đó. Còn cái này là chỉ số khung hình nữa, có thể là 16:9 hoặc là 43. Thì cái này là các bạn lựa chọn cái chủng loại cam này. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn cái cam, giả sử như mình chọn cái cam dome đi. Auto dome nó như thế nào? Auto dome á thì nó là gì? Giống như là PTZ đó các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo các cái chủng loại camera. Camera hiện tại nó có các cái chủng loại là dome này, camera cố định này, camera thân này, camera bootlet, rồi camera PTZ, rồi camera 360 độ. Thì các cái chủng loại cam đó là tùy vào các ứng dụng, mà giống như là hình dạng và cái kích thước cảm biến này, cái vị trí lắp đặt này, nó sẽ phân ra loại như vậy. Thì mình sẽ chọn cho nó là một con camera analog đi. Đó, cảm biến của nó này các bạn, lựa chọn là model chứ, model của nó này, cảm biến của nó này, mặc định nó là 540 TP-Line. Để các bạn có thể chọn BAL hay NTSC đó tùy các bạn. Để cái đường ngang của nó này, cái cell của nó là đường ngang là 768 mà đường đứng nó là 496. Sau khi chọn được cái này, các bạn có thể là chọn cái lens nó này. Cái lens của nó có hai loại lens. Thông thường camera nó sẽ có là lens cố định hoặc là lens chỉnh định được. Thì lens cố định nó là sao? Lens cố định là giả sử các bạn lens 4 thì ống kính của bạn nó có chỉ là con là 4 thôi, không có chỉnh được cái vùng nhìn là xa hay là gần. Giả sử như cái này là lens lens chỉnh định này, lens là lens 3 đến 8 này, các bạn thấy chỉnh định không? Khi các bạn chỉnh thì cái góc góc này này nó sẽ chỉnh theo. Khi mà các bạn thấy là cái góc đó, mà nó càng nhỏ thì cái góc nhìn nó càng xa, khoảng cách nhìn nhé. Khi mà góc càng nhỏ thì khoảng cách nhìn nó càng xa, còn góc càng gần, góc càng lớn thì khoảng cách nhìn nó gần lại. Các bạn thì nói mình zoom nha, các bạn thấy này đó, thì khoảng cách này nó đi theo này các bạn, là khung nhìn của các bạn thôi. Rồi các bạn chọn được cái thông số này á, các bạn tiếp tục là chọn các cái thông số bên dưới. Thông số này là thông số vùng nhìn này, tính toán cái thông số vùng nhìn, khoảng cách đến đối tượng là nó đang là mặc định là 20 mét. Các bạn có thể kiểm tra, giả sử như bạn là 30 mét. Đó. Này cái thông số này là cái mình muốn mong muốn là số pixel trên là mét đó. Là số này nè các bạn. Đây, là số này nè. Đó, pixel trên mét này. Thì các bạn mô phỏng nó ra được bao nhiêu ấy, thì cái vùng nhìn nó được bao nhiêu. Rồi cái vùng đường nhìn ngang nó là 16 mét. Thì nhìn ngang này, ở vùng nhìn ngang là cái vùng này này. Khoảng cách từ đây đến đây là 16 mét này. Và khoảng cách từ đây đến đây là vùng nhìn đứng là 12 mét. Khoảng cách từ đây đến đây là 20 mét. Rồi. Và nó sẽ cho mình được thấy nó là classification. Đó là khoảng nhận diện. Detection là khoảng phát hiện thôi, classification là khoảng nhận diện. Này là chức năng của nó này, có thể là office hay là backing, cái này nó hỗ trợ hai cái thôi. Thì sau này mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái phần mềm nó chuyên nghiệp hơn, còn phần mềm này chỉ hỗ trợ cho hãng bot thôi, cái hãng khác nó không hỗ trợ được. Rồi các cái ứng dụng mà video, phân tích video của nó này, các bạn có thể là chọn đơn vị của nó này. Này là hiển thị cái size các bạn, size này. Đó, hiển thị cái size này. Size view có thể là bao nhiêu đó, lúc bạn xuất report nó ra cái size cho mình.
Đó, thì các bạn thấy các cái thông số cơ bản đó là top view này, view này, hình ảnh đến đây này. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn một cái thông số khác, giả sử như mình chỉnh lên là 50 mét. Bạn có thể thấy là 19.2 này, pixel trên mét. Thì lúc này nó là unclass. Thì nó nằm ngoài cái vùng nhìn thôi. Bạn có thể tra lại cái bảng này. Bạn thấy này, 20 này, 20 thì nó nằm trong khoảng detection. Nhưng mà 19.2 á, 19.2 này, thì nằm ngoài cái vùng nhìn rồi. Thì lúc này các bạn, cái camera của bạn nó sẽ nhìn là thấp hơn là 50 mét. Lúc đó các bạn muốn kiểm tra lại thì các bạn bắt đầu nhập cái số thấp hơn. Thế là các bạn nhập là 30 mét. Giờ bạn nhập 40 mét đi. Đó, các bạn thấy detection. Đó là ứng dụng của cái phần mềm nó làm được cái chuyện đó, và nó tính toán cho các bạn các cái thông số vùng nhìn như vậy. Khi mà các bạn chọn camera, các bạn phải quan tâm đến các cái thông số vùng nhìn. Thì lúc đó các bạn bố trí nó mới hợp lý. Có thể một cái hành lang nó dài đến 40 mét, nhưng các bạn chọn một con camera, hay là có thể chọn hai con camera tùy vào cái chủng loại camera và cái lens các bạn chọn. Lens này nè, phụ thuộc ở lens này rất nhiều các bạn. Lens này có cái độ về tinh chỉnh này càng rộng này, giả sử nó càng rộng, thông thường nó có các cái lens là 4, cố định nó là 4. Hoặc là các lens di động là từ 2.8 đến 12, thì tùy vào cái ứng dụng của nó và tùy vào cái chức năng của nó mà cái hãng sản xuất này sản xuất ra các lens. Thì ở cái bài hôm nay á, mình chỉ giới thiệu sơ qua cái phần mềm đó thôi. Mình sẽ có chi tiết một cái video về hướng dẫn về phần mềm này này. Và với cái phần mềm này, với cái phần mềm này các bạn, là một cái phần mềm mà mô phỏng camera, thiết kế nguyên hệ thống camera rất là chuyên nghiệp. Bạn thì thấy cái hình cái màu này này, đó là các cái khoảng mà phát hiện hay là khoảng detection hay là glass gì đó. Thì sau này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn về cái phần mềm này. Thì các bạn có thể là download cái phần mềm này theo cái link này này về tham khảo trước đi. Mình sẽ có một video hướng dẫn chi tiết của nó. Cái phần mềm này hỗ trợ hầu hết các hãng camera nha các bạn. Đối với phần mềm tính lúc nãy á, thì nó chỉ hỗ trợ hãng Bosch thôi. Còn phần mềm này là nó là một cái phần mềm hỗ trợ hầu hết các hãng camera. Thì mình chỉ cần thiết kế là mình truy xuất cái dữ liệu database của camera đó về, xong mình mô phỏng, mình gửi chủ tư, họ tham khảo trước. Cái thiết kế của tôi nó vùng nhìn như vậy, có các góc chết như này, thì chấp nhận thì họ làm. Nếu họ không chấp nhận những góc chết đó, họ bổ sung camera thì mình thiết kế thêm, hay là ứng dụng của nó. Và mình đi qua cái phần cuối cùng của một hệ thống camera. Để thiết kế mà tính toán một hệ thống camera, đầu tiên các bạn phải quan tâm á, thứ nhất là chất lượng hình ảnh các bạn muốn là đến đâu, và cái khả năng mà quan sát các bạn muốn đến đâu, chức năng của hệ thống các bạn muốn đến đâu. Camera dùng để là quan sát an ninh hay là giám sát vận hành. Thì quan sát an ninh có nghĩa là sao? Quan sát an ninh thì giả sử các bạn chỉ cần là lắp ở các cái khu vực mà ra vào truy xuất chính này. Các cái khu vực nào có thường xuyên người ra vào á, để là biết được là truy xuất là người A truy cập hay là người B truy cập gì đó, để giám sát an ninh thôi, đánh mất trộm rồi thôi. Còn giám sát vận hành á, thì các bạn phải giám sát đầy đủ các khu vực và phải cần phát hiện rõ, ví dụ như trong một cái dây chuyền sản xuất đi, các bạn mà giám sát vận hành á, các bạn phải lắp khu vực nào mà có người làm á, thì các bạn phải lắp ở khu vực đó để giám sát từ công nhân của mình hay nhân viên của mình có làm việc hay không, hay là ngồi chơi hay là làm các gì đó. Hoặc là có thể là giám sát để đảm bảo an toàn lao động. Biết tại sao các bạn giám sát để an toàn lao động? Ví dụ như các bạn làm ở trong cái nhà máy đó, có các cái quy trình rất là nguy hiểm ảnh hưởng đến con người. Giả sử như các bạn gặp tai nạn nhưng mà không ai ở đó cùng với bạn, thì người bảo vệ họ sẽ phát hiện kịp thời các cái tai nạn lao động để khắc phục, để khắc phục cái sự cố đó, tránh nguy hiểm cho người lao động. Đó là chức năng của hệ thống camera. Ngoài cái chuyện mà nó đi giám sát an ninh, tránh mất trộm, nhiều khi là các anh chị em mà làm trong nhà máy họ nói là lắp hệ thống camera để mất tự nhiên, nhưng mà nó có mặt lợi cũng có cái mặt hại. Mặt lợi là để đảm bảo an toàn cho mình, nếu xảy ra tai nạn lao động á, thì có người phát hiện kịp thời cho mình. Tại vì bảo vệ họ sẽ ngồi trực camera là 24/24, đó là nhiệm vụ của họ. Hoặc là nhiều khi là tối tan ca đó, ai có thể là gặp nạn hoặc là bị xỉu gì trong các cái xưởng thì sẽ có bảo vệ là xem và phát hiện kịp thời. Thì mình sẽ đi qua cái phần cuối cùng của một hệ thống camera, đó là tính toán lưu dữ liệu ổ cứng. Thì để tính toán lưu dữ liệu ổ cứng thì các bạn phải xác định được, thứ nhất là cái hệ thống camera của mình nó là hệ thống gì, chuẩn nén hình ảnh của nó là gì, độ phân giải hình ảnh nó là gì, và cái chất lượng hình ảnh các bạn muốn lưu. Trên mạng nó sẽ có một số cái trang web mà nó để nó tính toán cho các bạn. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu một cái trang web. Đây là cách tính cái dung lượng ổ cứng cho camera. Thì để tính dung lượng ổ cứng thì đầu tiên các bạn phải xác định được cái chuẩn nén ảnh của đầu quy hình của bạn là gì. Thì thông thường á, thì mình sẽ chọn là H2.4. Bởi vì sao lúc này mình có giới thiệu á, thì H2.4 á, nó có cái chất lượng hình ảnh tốt nhất và dung lượng nén ảnh nhỏ nhất. Đó, nên là mình sẽ chọn là H2.4. Các bạn phải kiểm tra cái đầu quy hình của mình á. Khi thiết kế các bạn kiểm tra đầu quy hình mình nó có chuẩn nén này các bạn mới tính nha. Nếu không có thì nó có cái chuẩn này thì các bạn chọn chuẩn này. Còn nếu có thì bạn chọn H2.4 cho mình. Và độ phân giải hình ảnh á, thì mình sẽ thông thường mình nếu mà camera analog á, thì các bạn chọn như này.
CIF. Còn camera AB á, thì mình sẽ chọn nó là khoảng là 1 megapixel. Và cái chất lượng hình ảnh á, thì mình sẽ chọn dạng tiêu chuẩn thôi. Mình chọn cao nhất hay trung bình thì nó rất cao. Kích thước khung hình á, thì mình để mặc định cho nó này. Số lượng cam. Lượng cam thì tùy vào số lượng cam mình. Thường thường thì một cái đầu ghi hình nó là 8 kênh hoặc là 16 kênh hoặc 32 kênh hoặc 64 kênh. Có một số cái hãng đầu ghi hình nó hỗ trợ đến 128 kênh, 256 kênh đó, là tùy theo cái hãng sản xuất và cái số lượng cam trong hệ thống của mình. Mình sẽ chọn ví dụ cho các bạn là 16 con cam này. Số khung hình trên giây này các bạn chọn cho mình là 30 khung hình trên giây. Đó, 30 khung hình trên giây. Thời lượng lưu mỗi ngày đó, các bạn chọn là 24 giờ trên ngày cho mình. Lưu 24 trên 24. Số ngày cần ghi đó, thông thường một hệ thống camera nó sẽ lưu là 15 hoặc là 30 ngày. Tùy các cái ứng dụng của dự án của bạn. Nhưng mà thông thường mình sẽ lưu cho bạn là 30 ngày. Đó, sẽ ra dung lượng ước tính cho các bạn 20T. Và một camera băng tần nó được là 1.93 megapixel. Yêu cầu của băng thông nhé. Phần bản tính này nó giúp cho các bạn được chọn được cái dung lượng ổ cứng. Thì nếu giả sử các bạn chọn cái số lượng cam các bạn nhiều hơn nè. Chọn là 20 con cam đi. Thì nó sẽ thay đổi cho mình. Đó, nó sẽ chọn được khoảng 25T. Thì mỗi cái đầu ghi hình đó, nó sẽ hỗ trợ là ổ cứng là 6T. Còn các bạn mà lưu trữ nhiều hơn á, thì các bạn mua ổ cứng các bạn cắn vào thôi. Thì cái trang web này này nó còn ngoài cái việc tính này ra, nó còn có nhiều cái thứ hay đó. Bạn có thể lên cái này các bạn tham khảo nè, nó có giới thiệu các cái hệ thống ngoài hệ thống camera này, nó còn các cái hệ thống báo cháy này. Hệ thống camera báo cháy này, các bạn biết camera báo cháy là camera như thế nào? Camera phát hiện cháy, ví dụ như xảy ra cháy thì cái camera nó sẽ zoom đến cái vùng phát hiện cháy. Thì các giải pháp này các bạn có thể là tìm hiểu thêm. Thì sau này mình sẽ có một cái chuỗi video và giới thiệu về các công nghệ mới của camera hiện giờ. Thì các bạn nào mà quan tâm á, thì đăng ký kênh của mình để nhận được thông báo các cái chuỗi video mới. Thì cái video hôm nay á, mình xin phép dừng lại ở đây. Thì các cái thông tin mà các bạn cần á, sau khi xem cái video mà các bạn không hiểu rõ các cái vấn đề gì á, thì các bạn comment bên dưới. Mình sẽ giải đáp chi tiết cho các bạn. Các bạn cần cái tài liệu gì á, thì các bạn comment luôn cho mình. Cho mình địa chỉ email và mình sẽ gửi cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.